À, chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay buổi trưa cả nhà, thì cũng trời mưa vừa tạnh nên đàn cuốn cũng không được ra sân chơi. Thì mấy anh em cuốn con với bé Thái Bình đó thì ở trong nhà. Tự nhiên cái gì mình đưa cái tay này, cái đưa cái mặt anh lên cái tay mình là tiếng không cân đó, cân mặc gì mà xù. Xì quá đi à. Cho đẹp lên cai. Ai cha chải tóc cho đẹp lắm. Thỏ nhìn thấy ghê, bữa nay nhìn cũng được quá chứ ha. À, nó giật cùi chỏ vô sập cái điện thoại luôn để cha trả cho đẹp coi này. Rồi lại cho ăn này nè, ăn này không nè nè bánh lu nè cả nhà, bánh bánh lu. Ăn đây. Đây có gì ở đây không? Không chịu ăn hả? À? Không chịu ăn cho miếng da bò sấy nè. Đâu còn xúc xích đâu ăn. Không chịu ăn bánh, không chịu ăn da bò. Nhà còn gì đâu ăn. Nhà mình còn gì đâu. Thôi ăn cơm.
không chịu ăn da bò, ăn cơm lại cho nó khỏe cả nhà ơi. Hơn còn một cây xúc xích nè, hơn quá Bình ơi. Bây giờ bị nhốt ở trong nhà đâu có được ra đường đâu các bạn. Cây xúc xích này là huyền thoại luôn nè, chỉ còn có một cây cuối cùng thôi. Cái này là dành cho cuốn cả nhà. Xúc xích này là người ta sản xuất dành cho cuốn. Cái tay của tôi mà coi không ra cái gì hết cả nhà ơi. Chán thiệt chứ. Một phát một hết ráo rồi. Ăn gì đâu mà không có dòm ngó gì hết trơn á. Để mình lấy cái vỏ xúc xích của mình tha vô coi. Thèm quá, tha vô gặm đồ chơi, gặm nhấm đồ chơi. Nè, trong đây là cây này là cây xúc xích này nha con. Ghiền, ghiền rồi. Đâu còn xúc xích đâu mà gặm. Gặm tới ngày mốt luôn. Cây này là cái da bò. Rồi. Xúc xích đó. Thể bảo. Hết rồi, còn gì đâu mà ăn. Lộn miếng xúc xích dư thừa ăn đây. Gặm đỡ buồn đây. Hết rồi con, còn gì đâu mà ăn. Nghe mùi xúc xích phái mà bây giờ mình đâu có được ra đường đâu mà mua cái gì đâu. Nè, ăn chơi đi. Có mùi xúc xích trong đây nè, thấy không? Rồi, gặm từ đây tới chiều có mùi xúc xích. Thôi xin dừng video đây cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like nha. Thôi xin chào. Bây giờ thời tiết của khu vực nhà mình mưa tối ngày cả nhà ơi. Đó, sang nước rượt hoài.